Wow, đây là một đoạn của hang Sửng Sốt. Tự nhiên nó có màu xanh rất đặc biệt. Tự nhiên có màu xanh rất đặc biệt, không hiểu sao. Đoạn này rất đặc biệt. Có màu xanh. Wow. Đoạn này khá là đặc biệt. Wow. Cho lẽ đây là nó kết nối với cả cái mà ánh nắng mặt trời ở ngoài tự nhiên, nó tạo thành một cái ánh sáng xanh rất là kỳ lạ. Hang Sửng Sốt 2020.